không có một tên nơi mùi lạc hàn. Ông ta ở trong một chiếc xe nhà tử nhất. Tôi mình chơi xe đồng kia tôi đang đặt xe máy. Tạm ra thời gian bảo vệ nhìn chân nó chiếc xe. Nơi công phục tôi nhà tí, tôi bỏ xe nó sẽ có một chiếc xe nằm tổ phương. Đó. Tôm luôn. Có tôm bự kìa. Này dính đựng tôm bự cái nhà ấy. Tôm bự, cá đối. Cá đối. Chúng ba cá lặn mặn một nhóc. Đó. Đầu đài tới tiếng Khmer đó. Này cũng nhóc nè. Ngon nè. Còn tép bạc không đó chứ. Bởi vậy số sói luôn á. Dở gì đó. Con treo bị vậy đó. Xong về dở lên bỏ đổ găm phao cái nó nhảy sói sói vậy đó. Người ta lại người ta mua nó ham. Còn đổ vô thùng bê đồ thì nó gọn, mình khỏi công bỏ lên bỏ xuống mình đổ thùng bê hồi về chết chân, nhìn nó không ngon. Rồi mũi hẻo rồi. Mới có vấn đề gì không đây? Cái này ít hai bà con. Bà con mà không tặng không tặng. Vết lỗ cỡ này để mà chạy gì nó ra hết rồi. Ra hết. Ngay cái đũ chứa này mà gắt là xong. Nó trắng trắng nhiều khi bỏ đại đỡ được. Còn mà gắt ở trên này cỡ nào cũng thấy cột cũng léo. Lúc luôn. Trời ơi, cái này. Trời ơi trời. Cái gậy thất mà nó dồn vào cái này nè. Ủa cái này khủng khiếp biết luôn á. Khủng khiếp luôn á. Trời ơi hơn nửa ký á. Trời trời coi nè. Tết cái hả túi luôn. Trời ơi trời. Ở đâu lù lù nó vô đựng cái thối thần vậy. Ú cái này quá chứ. Rõ không này? Rõ rõ. Ôi trời. Túi luôn á, nặng luôn trời. Cái này cỡ nửa ký tép á. Cưng gì không rồi thôi chứ. Nãy giờ ngon. Tới giây cuối cùng rồi. Mới được cái mà nãy giờ mình mà cứ dây được chừng hai cái vậy thôi cũng ngon nữa. Tép bạc bán có giá cả nhà. Sao dính được tép... lọt cái này chạy quá lố đi biết. Tép bạc thì ngon. Bắt đầu nó bún nè, nó bay vô sườn déo déo vậy. Sao được cái này để cái quá đã chứ biết. Còn nữa đó. Cái đó trúng là đuôi bên này nó cũng trúng nè. Thanh xui, sợ nhiều khi nó dồn về đuôi á. Thấy nhóc đó. Tôi thấy cái đuôi này có đó mẹ ơi nhóc đó. Có mà thì có không biết nhiều ít thôi. Đó không. Túi nữa kìa. Ít hơn cái đuôi ở ngoài nhưng mà cũng có. Túi nữa đó thấy không? Ủa đồ. Này là cũng trúng rồi đó nhưng mà không bằng đuôi nãy. Con lọt được cái thiệt đã. Dồn đi một loại cái này nữa. Cái lú này lụm 700 gram. Này không bấy 700 gram tép. Thiệt đã. Quá wow. Lâu làm được một cái mát mình. Cái bên rồi có luôn không? Đó. Khúc này đỡ mày ơi. Tại nãy xui cái đuôi kia nó gắt kìa. Giống thôi chắc cái đuôi đó cũng lút quá. À. Để này nhiều khi em dở nó cọ vô trong chiếc xuồng mấy cái đầu đinh rồi á. Gạch. Cọ gắt mình không hay. À, gắt nữa nè. Cái đó không đinh nổi. Chưa. Đó, đuôi này đuôi trót mà cũng nhóc chân nè cả nhà. Tính ra là dây này trúng nè. Trúng nó trúng đều hết. Cái gì đặt cái này cũng không biết cái nào trúng cái nào thất. Nó vô chừng lắm. Nhiều khi khúc đó dở không có, lấy khúc khác dở. Quá trời quá đất. Đó. Trời ơi, dắt này dở bị lên nó khác nữa rồi đó. Nhờ ăn dây này cái ăn đủ luôn. Đây nè, cầm cái tay bây giờ bị lên không nổi luôn á.
dễ cho cả nhà coi nè. Quăng tay. Thấy không? Thò cô có đặc viên vậy. Tích tiểu thành đại. Bây giờ đi một đống vậy chứ thành bị nè. À. Này nó giờ mấy cái rồi? Còn 2 giây nữa. 5 giây rồi. Cực dây này. Rồi cái coi. Đó, khá nè, cũng được. Tép với cả nhà, tép cũng nhiều lắm. Trời ơi, cho một nồi luôn nè. Một túi tép luôn. Đu rú rồi để chuột cắn rồi. Mà hên cái này ngay cái chỗ mình cột. Chỗ cột, chứ thôi hết rồi. Đó, nghe nó nhảy gì là sướng tai à. Dở lên mà thấy có nhảy là mừng à. Nhảy là tạch gì là sướng tai. Lắc nhắc sát ngày. Đó. Sáng ngày mà em dở một bãi cái là mất cái buổi. Cực thì không cực, mệt không mệt mà tốn thời gian. Quá trời đã. Bởi nhầm khi như cái bãi bên kia tới đặt tới 11 khúc rồi. Là bãi bên kia sáng là dở sớm. Cái đại bữa nay thầy nói thầy xuống quay em dở trễ chứ bình thường trên này 3 giờ em dở rồi. 3 giờ gì mới có ngủ mới đi dở. Mấy bữa nay ít lạnh đỡ 3 giờ mấy ngày trước lạnh cũng lắm mày. Mà xuống dở xíu sức mồ hôi rồi thôi. Ừ đúng rồi. Đó. Sao gì gá hình chứ nghe. Mấy này nó cắn lộn đó. Hoặc là nhầm khi nó vô nó lột á. Tép nó lột nó lớn. Đó. Này nhiều nè. Con cá gì nữa? Có cóc gì. Cóc nữa rồi. Nhà đây không, nó nhảy nha. Sói sói rồi. Đó, bay nữa kìa. Cái cóc. Đâu rồi? Mới bay vô xuồng rồi đâu mất tiêu rồi. Để đi, lát dễ tắt nước lụm nó sao. Đó, nhảy gì là chịu. Ôi, dính lưới luôn. Lưới gì? Lưới bà màng, lưới cà chảnh. Lưới dính lú, lộn lú dính lưới. Dân chồng chéo nhau. Đó, này nhiều nè. Quá trời cái này nè. Chút rồi mình coi từ túi luôn nè. Có bự nữa chứ không phải nhỏ nhỏ không. Ồ, trời ơi, tôm luôn coi nè. Này đúng một túi luôn, cá ly châu nữa. Chàng vô tay lưới rồi. Trời, cái này ít nghe nhảy vậy. Để thơ
thường cái đuôi dưới cục gạch nó ít chảy. Cái đuôi kia nó có chặn cá đi tới lui, nó còn qua, nó không qua bên kia, nó sọt bên này. Còn cái đuôi này đuôi trống, đuôi cùng tới đây là thành quả nè.